Sáng nay có phiên chợ đấy nhưng mà tôi bận không ra được. Thế bây giờ tranh thủ ra chơi mấy nhà quanh quanh đấy tí. Chắc chỉ đánh quanh nhà bà Vững mới biết thôi. Quanh nhà bà Vững tí. Vào vườn ở bên trong này này. Thì còn là cây cũ thôi. Bê chỗ nọ ra chỗ kia cây cũ. Chắc biết cây cũ. Rất đẹp. À đây cây này cây mới sao chứ. Chắc gỗ nó tốt lắm. Chắc gai. Cái chắc này là mới hả cô? 15 triệu. Mới đấy. Dạo này chắc lại bán được ấy. Tưởng không có cái gì mới có cây chắc. Còn ở ngoài kia thì thấy mấy cây mới hay hay. À. Cái dòng này nó sống khỏe lắm thôi. Có củ không nó còn sống. Không có dễ con nó còn sống. Rất khỏe. Từng tí cát là sống rồi. Đấy. Đó to đấy. Cái này thì phải mấy người khiêng to đấy. Không tán chia đầy đủ hết rồi. Cây khai thác này. Rồi cây gỗ khá là phong thủy đấy. Cái để bảo nó đẹp như thân bệ như cây xanh chứ là không có đâu, ít lắm. Cây bồ đề thì cây bồ đề hôm trước rồi. Cây này cũng hay đấy các bạn, cây này mà để khuôn viên là hay đấy. Này hôm trước có hỏi giá rồi đấy, bóng nó này. Ra ngoài kia xem cây mới các bác nhá. Này vẫn là cây cũ. À, có lên cây mai mới này đúng không cô? Hả? Cây mai này mới đúng không? Cây mai 25 triệu. 25 triệu, cây mới đúng không? Cái này mới lên nhỉ? Mới lên này. Mới lên. Kinh này. Mai từ trăm năm tuổi. Lên xung xuê nhỉ. Mới mang. Trực. Cái này 12 triệu. Cây bên kia. À, tí nó quay. Đấy, già thế rồi. Già. Cái ấy thì mỹ mãn này. Kìa. Cái vọng cách hay cái gì nhỉ? Cái vọng cách. Vọng cách bao tiền? Vọng cách 5 triệu. Cái đấy vừa ăn vừa làm thuốc được đấy. Vừa ăn vừa làm thuốc mà tay cành giặt đẹp lắm. Cây mai này, sờ cây mai này. Đấy, đẹp thân. Bù cục, trắng thân. Cô thử đứng vào đây cho người ta biết là nó to bằng nào. Ui giời, quan trọng gì. Thấy đây. Thích, đây đây đây. Đấy, cái mặt chậu. Thấy thích là đến xem chứ những cây này xem qua mà này nó khó. Đẹp lắm. Quan trọng là thấy thích thích là đến vì cây nó to mà. Trăm năm tuổi đấy ạ. Ừ. Trăm năm tuổi. Bỏ cái lốn ra cho người ta xem cái cây. Đúng rồi. Cây nó lên lộc lá kinh nhỉ. Cây xịn đấy, nguyên bản. Ừ. Và lu cục. Tiếc là không chui được vào đằng sau kia mà xem thôi. Đẹp, hai bên đẹp như nhau. Hai bên đẹp như nhau. Đằng sau còn đẹp hơn. À. Đấy, nghe thấy thích không? Đấy, bà Vững chợ Vạn Phúc. Quay nhiều lắm rồi, chắc cứ lên cái là người ta biết rồi, chả cần phải nói nhiều. Nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc, cả nước ngoài. Bán rẻ không? Cả nước ngoài nó cũng hỏi đấy. Sáng nay liền cái có những người mua xe ô tô. Hả? Bán một xe molo mô tô ô tô bonsai nhỏ. Ừ. Những cây gì cô? Toàn mai chú thủy rồi.
vườn quế con. Thế. Rồi hối con. À, đây vọng cách đây. Vi. Vọng cách thả nước đây. Vọng cách này nó hay sống ở bờ nước đây. Lá này ăn. Vọng cách ấy là vọng cách chữa bệnh. Lá này ăn sống được. Tay cành đóng chuẩn hoa thơm. Lá ăn sống được, đây này hoa nó giống giống cái cây sầm hương. Nó năm mấy cây. Giống cây sầm hương. Đấy, thế có thích không? Nào tối qua sáng nay bán đi. Đã hán nhỏ. Đấy, cây vọng cách. Ây da. Buôn bán thế thì còn gì bằng. Cây lãi 20 nghìn. Lãi 20 triệu á? Lãi 20 nghìn, cả cây có 300 nghìn. Người ta lấy về buôn chứ nhỉ? Buôn. Đấy, người ta cứ hỏi đấy. Bảo có... À! Chú có cái ông hỏi có... Bắt có... ship vài cây, không ship đâu. Không, ông bảo là hỏi địa chỉ xong rồi có những cây, ông chỉ mua mấy cây, mấy chợ nhiều nhưng mà mua chỉ mua cây mấy trăm nghìn thôi. Đây. Chả biết cái ông ở đâu. Cứ bảo ông ấy cứ ra chợ Vạn Phúc gặp bà Vững rồi. Cái này 12 à? 12 triệu. Rồi xem. Cái mai này bây giờ cắt lá nhìn cũng gọn gọn. Nó làm cái gì mà trống nó kiếp ấy nhỉ? Hả? Nó làm cái gì mà trống nó kinh ấy. Trống nó đây. Mai con quay đi mày cho tao mượn xe. Tao đợi xe ăn gái tao lâu. Tình thế. Đi đâu? Đi đâu đấy? Ra mua đồ mễ. Lại mượn cái thứ làm rồi lại. Đây, ở đây à? Ở đây. Cây này. À cây này cho lên chậu rồi gì? Cây này là cây làm móng ạ. Cây làm móng. Cây làm móng đặc trưng này. Lá nó xanh xanh màu hơi vàng vàng nhỉ, màu ngọc ấy. Hơi màu ngọc. Và lá ôm gọn gàng như này. Như cái móng, như cái móng đào đào đất ấy. Không biết Việt Nam gọi có gọi cái là cái móng không, miền Bắc gọi là cái móng. Thuổng như tiếc đấy. Đấy, cây này hôm bảo là 15 đấy, nhìn nó hay đấy. Già. Nếu bệ nó dính một tí nữa thì hay đấy. Tất nhiên hôm trước tôi quay rồi, bây giờ nó cật chật, không đứng. Chỉ như tổng thể thôi quá, tổng thể là ổn. Nhìn bên này, nhìn sang. Đấy, đó. Nó được cái giả và thân nó, nói như này nhỉ, nó chùn ra này, giả nó chùn. Chứ còn ngày xưa mà người ta làm bệ nó tốt tí thì bây giờ cây này thì nhiều tiền lắm. Đây cái khế gân. Ôi các bác, có cái cây me độc đáo quá. Nhưng mà đúng bà chủ đi chơi mất rồi. Đi mua đồ lễ. Không biết bao tiền. Nhìn tay cành làm rất là mới lạ. Bác nhìn. Ôm cái tiểu cành đắp. Cây này thì chắc cũng nhiều tiền đâu. Nhiều tiền đây. Tí nữa bà ấy về tôi hỏi giá bác nhé. Nếu mà video này không đọc được giá thì tí nữa tôi hỏi, tôi báo các bác sau. Nó nhìn nó rất là buồn cười, rất là hay ho quá, già. Nó làm không theo lối cắt giật mà làm già đến từ gốc đến tận ngọn. Thả nuôi tay cành xong rồi uốn lượn những cái hình nó kỳ quái và khỏa lấp những cái chỗ trống. Đó. Thì các bác nhìn. Nó không có lối vào đây thì các bác nhìn. Chật kín. Chỉ giúp được vào cái khe này thì lại không nhìn được. Cố lên vào chỗ này.
quay cái bệ này. Nó cái bệ này, cái gốc này, cái thân nó chỉ bằng to hơn cổ tay của tôi, bằng cổ chân đấy. Và nó từ cái mặt tiểu cảnh lên nó chỉ độ hơn 1 mét tí. Cây này mà nếu không trên đá, không trên chậu này thì bê nhẹ, bê được. Nhìn rất buồn cười, rất thiên nhiên, vừa thiên nhiên lại vừa nhân tạo, chả biết cảm xúc như nào. Cây này mà ngày xưa mà lúc mới làm thì nhìn nó chắc nó nhân tạo lắm, nhưng mà lâu thời gian lâu thì nhìn nó lại thành già đấy. Dây giết người ta cũng chưa bỏ ra, lâu năm quá dây ăn vào đây, giờ bỏ ra cái yếu tay cảnh. Nó là một cây đẹp, nghệ thuật các bạn. Thôi chào các bạn nhé, tí nữa hỏi giá sau.